Ban tổ chức chuyển tới câu hỏi của camera diệu âm Đức Khuyên ạ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, con tên là Lê Vũ Nguyên, pháp danh Diệu Âm Đức Nguyên. Con có một câu hỏi là linh hồn chúng ta không sinh không chết, vậy chúng ta từ đâu ra mà có? Nam mô A Di Đà Phật. À Di Đà Phật. Sao con nhỏ mà con hỏi câu khó dữ vậy con? Linh hồn của chúng ta từ đâu mà có? Câu này cả một cái bài pháp lớn lắm đây chứ. Trong kinh Phật nói là cái linh hồn chúng ta nó có từ trong vô lượng kiếp về trước rồi. Nó trải qua không biết bao nhiêu cảnh giới, chưa biết biết không? Nếu mà nói chỗ này sợ cháu nhỏ quá cháu không biết. Cháu đêm đêm mà nhìn trên bầu trời đó, thấy những vì sao lấp lánh đó, con đừng nghĩ, chưa vị đừng nghĩ là cái vì sao nó nhỏ như hạt cát. Một vì sao đó nhiều khi nó lớn bằng 1.000 lần cái quả đất của chúng ta. Mà trên cái ngôi sao đó có hàng vô lượng vô biên chúng sanh trong đó. Rồi trong dãy ngân hà này nó còn vô lượng vô biên những cái hành tinh như vậy. Chư vị nghĩ thứ coi, biết bao nhiêu là chúng sanh sống trong những cảnh giới vô cùng nhiều. Mà dãy ngân hà này còn vô lượng vô biên những cái dãy ngân hà như vậy, chứ phải một dãy ngân hà chúng ta không. Bây giờ thí dụ mình nghĩ tới coi, mình nghĩ tới coi bây giờ chúng sanh trên pháp giới này biết là bao nhiêu. Rồi chúng sanh đó cứ sanh sanh tử tử quay quần với nhau từ chỗ này đến chỗ kia. Nhiều khi chúng ta đời này ở trong cái quả đất địa cầu này, chứ trong đời trước chúng ta ở một cánh trời nào mà chúng ta không biết. Không may đi về Tây Phương Cực Lạc rồi mới biết, mới thấy chuyện này. Như vậy thì chúng sanh cứ quay quần với nhau mãi như vậy. Có nhiều lúc mình lủi vào cái bụng con gà, mình cúc 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 lượm 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 gì đó, lượm thấp, bị người ta mổ thịt. Mình tưởng con gà đó nó không có linh hồn, mình tưởng con gà nó dở. Nhưng mà rồi thực ra tất cả chúng sanh đều có cái linh hồn cả. Linh hồn là nối lúc mê đấy. Nếu mà nó ngộ đạo ra, nó bay một cái tốt về Tây Phương Cực Lạc thì nó không còn linh hồn nữa, mà nó gọi là chơn tâm. Danh từ thì khác, nhưng mà chỉ cho một việc thôi. Hãy mê làm linh hồn, thực ra linh gì đâu mà linh, gọi là mê hồn. Mê hồn, mê hồn cho nên sợ chết, sợ bệnh, sợ đủ thứ đi, tham tiền, tham bạc đủ thứ đi. Lúc gần chết rồi người ta tỉnh tao niệm Phật trở về Tây Phương, phải không Liên Như? Lúc gần chết lại tham cái tiếc cái thân, chết queo, móc cái thân này lủi vào con vịt. Là như vậy đó, lẫn quẩn lẫn quẩn là mê mẩn với nhau, chính mình bị nạn. Thôi bây giờ không biết cái chuyện đó làm chi, hãy niệm Phật lên ngang con, hãy niệm Phật lên ngang cháu, niệm Phật khi ra đi thân tương tốt đẹp. Trong lúc đó mình quyết lòng cầu vãng sanh thì Đức A Di Đà nói 10 niệm tất sanh, con về Tây Phương con thành đạo. Tự nhiên con trí huệ của con vô cùng vĩ đại, con biết hết. Lúc đó con giảng cho bác Diệu Âm nghe, rồi con về đây con giảng lại cho những đứa em biết. Là rõ ràng chúng ta thực sự là làm Bồ Tát sướng hơn làm người, sướng hơn làm ông trời, sướng hơn làm những cái gì khác cả. Con nhé, trở về Tây Phương thì con thấy rõ ràng hơn. Tại vì giờ đã hết rồi, cho nên bác dâm không dám nói nhiều. Nói nhiều sợ có nhiều người sốt ruột. Cho nên cố gắng lên. A Di Đà Phật. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm đã từ bi hướng dẫn đại chúng.